bỏ 300 triệu, 500 triệu ra để chạy công chức nhà nước. Anh chị em thân mến, đây là câu chuyện của rất nhiều gia đình, rất nhiều người mà phải hy sinh một cái lượng tiền rất lớn để mà chạy công chức, để mà kiếm cái lương vài triệu đồng. À, không có đúng, không có sai cho mỗi câu chuyện của mỗi quyết định của mỗi người. Anh chị em thân mến, thì khi mà chúng ta chạy vào công chức như vậy thì chúng ta phải làm việc khoảng 30, hơn 30 năm, 40 năm thì chúng ta mới về hưu. Có nghĩa là 60 đến 60, 65 tuổi thì mới được về hưu và nhận cái lương vài triệu. Và câu chuyện, một câu chuyện khác như thế này. Một người mua mảnh đất 300 triệu và 20 năm sau nó lên được 6 tỷ. Và 6 tỷ này thì họ đã về hưu từ năm 40 mấy, 50 tuổi rồi. Anh chị em thân mến, thì tất nhiên rằng nó sẽ không có đúng, không có sai. Những người mà họ chạy vào công chức ấy, thì họ với cái mục đích mà tham để mà làm công chức nhà nước, để trong cơ quan nhà nước để mà tham ô tham nhũng ấy, thì họ rất là giàu. Nhưng mà thì có thể là các cái sự lựa chọn của họ là khác nhau. Nhưng có những người tham ô tham nhũng thì đi tù, thì tiền nhiều cũng chẳng để làm gì. Nhưng có những người thì tham ô tham nhũng thì giàu thật sự. Nhưng mà liệu những người tham ô tham nhũng đấy thì có thật sự là ok với cái cuộc đời của mình hay không, là hệ quả của nó sẽ như thế nào. Nhưng anh chị em thân mến, thì để mà trở lại với cái sự việc mà chúng ta bỏ ra 300 triệu hay là 500 triệu để chạy vào công chức để mà thu nhập vừa lương vài triệu một tháng, và đặc biệt trong cái ngành giáo viên ấy, thì chúng ta hoàn toàn không nên một chút nào. Để rồi chúng ta lao động tới 40 năm, ba mấy 40 năm mới được về hưu và nhận cái lương cũng vài triệu. Và câu chuyện là tôi nói rằng là nếu chúng ta bỏ ra 300 triệu hay 500 triệu đó thì chúng ta mua vài trăm mét đất hay là một lốt đất thôi, để 15 năm, 20 năm sau thì bảo đảm với anh chị rằng nó sẽ lên 5-6 tỷ. Mà 5-6 tỷ này chúng ta coi như chúng ta gỡ một cục về hưu từ năm 50 tuổi, không phải vất vả để về hưu đến năm 60 tuổi, 65 tuổi mới được về hưu, anh chị em thân mến. Mà chúng ta có thể chúng ta đi làm ngoài, chúng ta không cần vào công chức, chúng ta vẫn có thể thu nhập cuộc sống của chúng ta vẫn đảm bảo ok, không cần phải công chức. Mặc dù anh chị em có thể làm giáo viên, nhưng chúng ta vẫn làm là dạy hợp đồng, nhưng mà chúng ta lại có một cái mảnh đất để đấy, nó lên bất kỳ lúc nào có lên được 5 tỷ, 6 tỷ thì chúng ta lấy cái đồng tiền đó chúng ta về hưu bất kỳ lúc nào. Khi đó chúng ta có thể rất nhiều người đã 6 tỷ này mà gửi ngân hàng thì thôi, nói thật là lương giáo viên của các bạn không thể lại được 30 triệu một tháng nếu gửi ngân hàng. Thì lương giáo viên của các bạn không thể lại được về hưu. Mà trong ngành nghề khác cũng thế. Các bạn nên cân nhắc là chúng ta có nên chạy vào biên chế hay công chức nhà nước hay không. Đây là một cái suy nghĩ của tôi. Anh chị em thân mến, thì không có đúng, không có sai, không ném đá, không gì cả. Thì chúng ta sẽ có một cái sự lựa chọn. Đây là tinh thần góp ý, tôi cũng không dạy bảo ai cả. Anh chị em thân mến, cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của trước ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.